dịu dàng anh đón đưa ngày mưa anh chờ. Từng ngày em quá rạng ngời, lòng yêu thêm cuồng đời. Qua rồi ngày dài lang thang cô đơn lạc lối. Giờ này là phút say tình anh dâng đầy. Em có đồng ý về một nhà cùng anh, hay cho anh nụ cười để giấc mơ anh mơ nay không còn xa xôi. Xa xôi em ơi, anh đã mơ được kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này. Những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mai ấm ngai có em và bay che ta. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của gì em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường thừa những tháng năm. Kề bên anh nhớ nói lời hẹn nữa bên nhau trọn đời. Một nhà cùng anh, hãy cho anh nụ cười để giấc mơ anh mơ nay không còn xa xôi. Xa xôi em ơi, anh đã mơ được kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này. Những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mai ấm ngai có em và bay che thơ. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường thừa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nữa bên nhau trọn đời. Xin phép họ nhà gái làm cái lễ nhập gia để cho kịp giờ đại lễ. Nơi này tôi thay mặt cả gia đình đề nghị với anh là cho phép. Dạ 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 cảm
Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 5 âm lịch. Hai họ nhà trai và nhà gái quyết định lấy cái ngày này là ngày tốt để làm lễ hỏi cho hai cháu Quốc Cường và Quỳnh An. Thì nhà trai chúng tôi đem qua đây lễ vật đem qua gồm có là 5 mâm quả. Một số nữ trang và một số tiền thông dụng. Tôi đại diện họ nhà trai cũng trình bày trước bà con cô bác hay họ, và cũng mong là nhà gái hoan hỷ chấp nhận cho. Dạ, tôi cũng xin hãy là thay mặt là họ nhà gái rất vui lòng trước cái tình cảm thương yêu đối với con, rồi cái sự trọng thị quý mến giữa hai gia đình. Hôm nay thằng trai đã tới có đầy đủ ở nơi lễ vật, thì họ nhà gái chúng tôi xin vui lòng nghe là nhận những cái lễ vật ở bên. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ em đêm, ngón tay vẽ tình yêu này. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây những bài ca rộn ràng ngàn lời tình yêu lòng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay. Làm lễ gia tiên cô dâu chú rể hướng về bàn thờ. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ. Thì bây giờ là ở đây là nhà gái, thì xin mời chú Bảy. Chú Bảy sẽ hay là ông đại diện giới thiệu bà cô bác bên gái cho bên. Giới thiệu hôm nay là cũng còn thiếu, tôi anh xin phép được giới thiệu. Đây là bà chị ba của anh Bảy, đây là cô Tám, em của anh Bảy, kia là cô Sáu, chị của anh Bảy, đằng kia là cô Hai, là em con ông chú. Trong cái không khí như này đúng ra là tôi phải giới thiệu hết, nhưng mà đều là không cho phép. Chứ còn ngồi ở đằng sau còn nhiều lắm, rồi ngồi phía bên kia cũng nhiều nữa. Thì tôi chỉ xin phép được anh giới thiệu. Đây là bà nội, là mẹ của... Lớn lên. Mẹ của em, bà nội của chú rể. Đây là bà ngoại. Ông ba là em của ông già. Hôm nay là anh Hai, anh cả. Hôm nay là anh Tám. Chúng ta sẽ tiến hành tới cái lễ mà coi như là rót rượu kính mừng cha mẹ hai bên. Dâng ly rượu lên cha mẹ hai bên, thì cô dâu chú rể sẽ được phép thưa cha thưa mẹ kể từ hôm nay. Nhận chung rượu này thì cha mẹ hai bên cũng công nhận là dâu hiền là rể thảo kể từ hôm nay luôn. Xin bà con cho một tràng pháo tay để chúc mừng.
cái lễ là coi như cô dâu chú rể dâng cầu cho ông bà cô bác. Bây giờ nhà trai đã làm xong lễ hỏi của bên nhà trai. Thì bây giờ bên nhà gái có ý kiến gì xin mời bên nhà gái. Thì xin trọng cảm ơn bên nhà trai đã tiến hành những thủ tục, những lễ rồi những bước. Nó vừa là phù hợp với lại cái truyền thống và vừa là phù hợp với lại cái cuộc sống ở hiện giờ. Cho nên một lần nữa nó thay mặt nhà gái chúng tôi cảm ơn bên trai. Thì như hôm bữa trước bên là trai đã thông báo là cái ngày 26 tháng 9 đấy là bữa đó là bên đàn trai sẽ làm lễ rước dâu, thì tôi ở đây cũng thông báo luôn là ngày 26 tháng 9 là ngày cưới của hai cháu Quỳnh An và Quốc Cường. Cho ông bà cô bác biết. Vì các cháu nha. Hết nha. Vì tương lai của con em. Đúng rồi. Mình là người lớn rồi, hôm nay là vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm. Chúng tôi trân trọng kính mời hội nhà trai đến nhà hàng Đỗ Quyên thì dùng bữa cơm thân mật với gia đình bên đàn gái. Sáng đây thì nếu mà mình là qua nhà hàng gì? Dạ, nhà hàng Đỗ Quyên phía này anh. Ủa, tôi tưởng anh rằng nhà hàng ở Bình Long lắm chứ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Ngày hôm nay đây, ngày 13 tháng 6 năm tuổi hay, nhân ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần, hai bên gia đình cũng như anh em nội ngoại bốn bên đã tùy tụ về đây tại nhà Đỗ Quyên của chúng tôi để tham dự chương trình chúc mừng đại lễ đính hôn của hai bạn. Thưa quý vị, hai bạn để trở thành cặp vợ chồng, chúng ta phải trải qua rất nhiều các nghi thức. Và ngày hôm nay đây, nghi thức đính hôn là một nghi thức rất quan trọng. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện bên phía gia đình nhà gái. Chúng tôi xin mời ông Phạm Minh Quang và bà Phùng Thị Lệ Thủy là thân sinh và thân mẫu của cô dâu Quỳnh An sẽ cùng lên sân khấu để chuẩn bị nghi thức trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
Kính thưa các ông các bà, con vì bọn họ trong ngày hôm nay đây, hai bên xuôi xa chúng tôi đã có mặt trên sân khấu này. Và ngay bây giờ, không để cho các ông các bà, các cô dì, chú bác, anh em nổi ngoài ta về bốn bên đợi chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tạm phát lại những câu chuyện nào nguyên và để chiếc đồ của mình xuống mặt tiền và hướng ánh mắt của mình về phía cổng môn trường. Xin cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay tại trung tâm nhà hàng Đồng Quyên chúng tôi. Chúng ta xin được trân trọng kính mời chú rể Quốc Cường và cô dâu Quỳnh Trang. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời đại gia đình chúng ta trên sân khấu này sẽ cùng tiến một bước lên phía trước, cùng cúi chào toàn thể tất cả quý vị quan khách, thay lời cảm ơn tri ân tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, được không ạ? Nào, 3, 2, 1, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn để chúc mừng hai vị sinh ra. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay đây, xin được thay lời cho Quốc Cường và Quỳnh An chân thành cảm ơn cảm tạ bậc làm cha làm mẹ, những người đã sinh thành hai bản dân dục. Đúng là đi khắp thế gian thì không ai sánh bằng mẹ, mà cách nào cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tạo sông hôm, mẹ nuôi ta khôn lớn, mắc cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai đã chấp cánh cho chiếc bay về tổ, ai đã mở đường cho đôi lứa bên nhau. Vâng, không ai khác đó chính là bậc làm cha, làm mẹ, những người được tôn kính nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta xin được trân trọng kính mời hai ông xuôi sẽ cùng tiến một bước về phía trước và bắt tay nhau thật chặt và tiến về vị trí hoàn thiện của mình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời ông xuôi sẽ cùng tiến về phía trước và bắt tay nhau tiến về vị trí hoàn thiện của mình ạ. Tiếp theo chúng ta xin mời hai bà xuôi sẽ cùng, vâng xin mời hai ông sẽ cùng tiến về vị trí hoàn thiện của mình. Xin mời và xin mời hai bà xuôi sẽ cùng nắm tay nhau. Xin mời ông xuôi ạ. Xin được thay lời cho hai bạn Quốc Cường và Quỳnh An kính chúc cho các ông các bà sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa các ông các bà, các cô dì chú bác, anh em ở ngoài ba bề bốn bên của phía sân nhà gái Quỳnh An cũng như là phía sân nhà trai chú rể Quốc Cường trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi MC Nhật Quân rất may mắn và hạnh phúc trong ngày hôm nay, xin được chuyển lời hai bên xuôi ra chân thành cảm ơn một lần nữa các cụ ông, các cụ bà, các anh em nội ngoại đã về đây chung vui cùng gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay đại lễ đính hôn giữa Quốc Cường và Quỳnh An. Tôi xin được bỏ phép bắt tay với chú rể thay lời chúc mừng đến hai bạn. Tôi sẽ không nói những điều sáo rỗng, chúc rằng bạn khi gặp khó khăn trong cuộc sống hãy nhớ tới ngày hôm nay, lý do vì sao hai bạn nắm tay nhau trước sự chứng kiến đức đạo đến từ tất cả hai bên nội ngoại. Xin cảm ơn và xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau dìu nhau về bàn tiệc của mình trong ngày hôm nay, nhận những lời yêu thương, những lời chúc mừng hạnh phúc như là cùng cùng ly với tất cả anh em nội ngoại hai bên xuôi ra. Xin được trân trọng kính mời Quốc Cường và Quỳnh An, xin mời. Chúng tôi cũng xin được thay lời gia đình xin được chân thành cảm ơn trung tâm nhà từ Quế Đồ Quyên đã giúp cho gia đình chúng tôi có một không gian sang trọng, lịch sự hoành tráng để đón tiếp tất cả các quan viên hai họ bên phía gia đình trai Quốc Cường và bên phía gia đình gái cô dâu Quỳnh An. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Trong lúc đón tiếp tất cả quý vị thì chắc hẳn rằng hai bên gia đình tôi cũng như nhà hàng không thể nào tránh khỏi những sai sót. Rất mong quý vị vì tình yêu thương hai bạn sẽ cùng dồn lòng bỏ qua. Và quý vị một lần nữa có thể dành một tràng pháo tay thật lớn, thật yêu thương để chúc mừng hai vị đưa ra thêm các nàng dâu mới cũng như là giải hiện trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Một tràng pháo tay từ tất cả quý vị ạ. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
do nhà hàng đầu phim vui phục vụ quý vị. Bên cạnh đó, quý vị sẽ được thưởng thức chương trình âm nhạc trong buổi chiều hôm nay. Và để khám phá cho chương trình âm nhạc, chúng tôi xin mời chào thương và trân trọng nhất là một mình nhớ em, một mình ước mơ ngày sau chặt chẽ. Thank you.
chẳng rào trước đón sau. Tụi mình có tướng phu thế, anh muốn được sớm em về đám cưới đi em. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết
quyến nương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây dựng. Là tôi cũng thay mặt em với gia đình đàn thằng gái xin mời thằng trai vào. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Hai họ nhà trai và nhà gái, hôm nay hai họ nhà trai và nhà gái đã quyết định chọn ngày 21 tháng 10 nhâm dần nhằm ngày
26 tháng 9, ngày tốt để làm cái ngày lễ cưới cho hai cháu Quốc Cường và Quỳnh An. Họ nhà trai có đem qua lễ vật để làm lễ cưới. Bên họ nhà gái gồm có là 6 mâm quả heo. Rất mong được họ nhà gái chấp nhận. Mâm quả kia của họ nhà trai đem sang có mâm cầu cao, trái cây, đồ cuốn, bánh, bánh như bơm heo. Cho quà cô dâu. Ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt. Bây giờ anh xin phép ông đại diện bên đàn trai là cho bố mẹ cô dâu mà tặng quà cho con rể và con gái. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt. Chiếc nhẫn kết lại mình chứng cho ngày vui nhất. Tiếp theo là một bao phong bì tiền 50 triệu. Tiếp theo lễ trao tiền thông dụng, bà xui trai sẽ trao tiền thông dụng cho bà xui gái. Tiền nộp tài của bên xui trai xui gái cũng cho lời con luôn. Mình xin phép bên họ nhà gái anh đến tặng quà cho hai cháu. Dạ dạ. Để chị ba lên trước, chị ba. Dạ, đây là cô sáu của cô dâu. Dạ. Cô 8. Rồi, cô 8. Anh giới thiệu gì? À, đây là cô 6. Rồi, cô 8. À, cái người mặc áo đỏ là cô 8. À. Dạ. Cô 8 rồi. Bác cả, bác dấu cả. Bà ngoài hôm nay không vô rồi. À. Đây là bà con ở ngoài Nghệ An. À, bà con bên ngoài từ Nghệ An vào. Từ Nghệ An vào. Dạ. Qua vào. Rồi. Đây là gì anh hai vừa
Con gái đẹp hai. Họ nhà trai cũng giới thiệu bên nhà trai rước dâu thì đây có đại diện giới thiệu đó là bà nội. Đây là bác Tư, bác Hai, bác Út, hai bác Út và hai chị. Hành làm lễ dâng rượu. Cô dâu với chú rể sẽ rượu lên cho đấng sinh thành của mình để tỏ lòng thành kính biết ơn. Tôi thấy là cái phần lễ vật rồi thực hiện của bên họ đàn trai nó là như vậy là trọn vẹn rồi. Thì theo ý định của bên đàn trai đó thì anh tiếp tục như thế là lễ rước dâu. Kính thưa ông bà cô bác, thưa hai họ, thì bây giờ để kịp giờ làm lễ gia tiên bên họ nhà trai xin phép ra cái lễ rước dâu. Và cũng kính mời họ nhà gái cũng là đưa dâu sang nhà trai để chúc mừng cho hai con là Quốc Cường và Quỳnh An được trăm năm hạnh phúc.
chồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca tưng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khúc khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắp tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Xin mời cô dâu chú rể hướng về về bàn thờ tổ tiên. Giới thiệu ông bà cô bác họ nhà trai kèm dưới cái phần cho quà bên họ nhà trai để cho nhà gái biết để sau này xưng hô cho phải phép. Đầu tiên tôi cũng xin giới thiệu đây là bà nội của cháu Quốc Cường. Bà nội có gì cho cháu không bà nội? Có. Không nhìn cái nhìn quá nó chắc không sợ. Bà đeo đó nằm, con coi lại nha, để không nhiều quá nó coi lại nha. Rồi tiếp theo là bà ngoại, ngồi hoài mời bà ngoại. Bà ngoại có gì cho cháu bà ngoại? Bà ngoại vô cho cháu luôn. Bà ngoại vô cho cháu luôn. Em cũng mình cũng đây là bác hai. Bác hai của cháu Quốc Cường. Cho cháu bà ngoại. Tiếp theo là đây có bà Năm. Bà Năm có quà cho cháu ạ. Tiếp theo là Thank you.
tôi sẽ tiến hành làm lễ cô sầu sầu này để mời ông bà cô bác hai họ để ăn cơm với nhau và chúc mừng cho hai con được trăm năm. Làm lễ cưới của họ nhà trai đến đây là coi như kết thúc. Bây giờ họ nhà trai mời đại diện họ và gái có ý kiến gì không? Có ý kiến. Thầy kính thưa họ nhà trai, hôm nay tôi xin phép được đại diện họ nhà gái nói lên một vài ý đầy tình cảm. Hôm nay bên nhà gái đưa cháu về nhà chồng. Điều đầu tiên là gia đình bên nhà trai có thêm một đứa con. Và bên đàn gái cũng có thêm một con rể. Không có gì vui bằng cái đó. Thì bây giờ xin phép quý vị là cho tôi được dặn dò hai cháu ngắn gọn thôi. Kể từ ngày hôm nay là hai con đã bắt đầu cuộc đời mới. Rồi cháu Cường sẽ có trách nhiệm làm cha, làm chồng. Cháu An sẽ có cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Cho nên cả gia đình bà con bên trai bên gái cũng đều mong và chúc các cháu trong tương lai những điều tốt đẹp nhất. Thì bây giờ đại diện gia đình họ nhà trai tôi cũng mời hai không gia cô gái và cô trai cùng cụng ly để là chúc mừng cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Mời hai ông xuống. Trăm phần trăm tại vì bữa nay là cái gì cũng phải anh Tám đại diện họ nhà gái. Tôi rất là vui khi mà nghe ông đại diện họ nhà trai lúc nào ông cầu mong sức trọn vẹn. Rồi mời anh. Dạ. Chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Dạ. Đây đúng rồi em. Rồi. Khởi thân. Bà cô bác trốn. Ra đúng. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một ánh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời ở bên anh nhé. Cười lên đi cô còn vương nhẹ nhàng nơi đây, anh như người say
theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở cho anh được. Xin hân hoan được chào đón tất cả quý vị khách quý đã đáp lại lời mời của gia đình và hiện diện cùng gia đình chúng tôi trong buổi tiệc ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Mỹ Văn xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình và xin được thay lời cho đôi bên gia đình trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và qua đó xin được phép thay lời cho những thành viên đến từ đơn vị tổ chức sự kiện nhà hàng tiệc cưới Đức Thu cùng với âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện ban nhạc Huy Hoàng. Xin được kính gửi đến toàn thể quý vị khách quý hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Thưa quý vị, cha có nghĩa là tất cả, suốt đời con tôn trọng kính yêu. Mẹ có nghĩa là vô bờ bến, là cho đi không lấy lại bao giờ. Còn có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu. Kính thưa quý vị, giờ phút trọng đại nhất trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay cũng đã đến. Ngay giây phút này đây, Mỹ Văn xin phép được mời lên trước sân khấu những người đáng được tôn vinh nhất, được nhắc đến trân trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Không ai khác chính là tứ thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, về phía gia đình họ tộc nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và kính giới thiệu quý ông Phạm Minh Quang cùng với quý bà Phùng Thị Lệ Thủy là song thân của chú rể Quốc Cường. Và bên cạnh đó chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Tư Tiên sẽ đại diện cho gia đình họ tập nhà trai. Vâng, và giây phút này đây xin được trân trọng kính mời những vị đại diện đến từ gia đình họ tập nhà trai. Chúng ta sẽ tiến về phía sân khấu để cùng chào đón tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Và bên cạnh gia đình họ tập nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và kính giới thiệu về phía gia đình họ tập nhà gái, xin được trân trọng kính mời quý ông Ngô Văn Hòa cùng với quý bà Hồ Thị Hồng Linh là song thân của cô dâu. Lại nhất ngày hôm nay đó chính là chú rể Quốc Cường sánh duyên cùng với cô dâu Quỳnh An. Thưa quý vị, và giờ đây mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi trúc mai của chúng ta hôm nay. Vì ông bà ta thường nói lời chào thì cao hơn mâm cỗ, và ngày hôm nay hai gia đình chúng tôi ngoài lời cảm ơn đến nhà hàng tiệc cưới Đức Thu, gửi lời cảm ơn đến âm thanh ánh sáng ban nhạc Huy Hoàng, gia đình chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những tình cảm của quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi hôm nay. Và giờ phút này đây, chúng tôi muốn mời cô dâu và chú rể sẽ thay lời cho gia đình của mình cùng nghiêng mình cúi đầu chào tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và đại gia đình chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đẹp trời thứ 6, ngày 21 tháng 10 năm 2022, ngày mà hai gia đình chúng tôi rất là hoan hỷ được chào đón tất cả quý vị khách quý đã đáp lại lời mời của gia đình và hiện diện cùng gia đình chúng tôi trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thưa quý vị, và được sự thống nhất của hai bên gia đình cùng với sự tác hợp của các cấp chính quyền sở tại, ngày hôm nay gia đình chúng tôi có trân trọng kính mời bác Tư Tiên sẽ đại diện cho gia đình có đôi lời phát biểu. Xin mời bác. Dạ, kính thưa ông bà, cô bác, hai họ, kính thưa toàn thể quý khách cùng tất cả anh chị em có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay. Tôi xin thay mặt gia đình họ nhà trai gửi lời cảm ơn đến tất cả ông bà cô bác cùng toàn thể quý khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, dính chút thời gian quý báu về đây để uống ly rượu chúc mừng cho hai con chúng tôi.
được 100 năm hạnh phúc. Đây là niềm danh dự và là hạnh phúc rất lớn của gia đình. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tiếp đón và chiêu đãi, gia đình tôi không thể không có điều thiếu sót. Nếu có gì sơ sót, mong rằng ông bà cô bác và toàn thể quý khách cũng thông cảm bỏ qua cho. Xin kính chúc ông bà cô bác và toàn thể quý khách một sức khỏe thật dồi dào, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Chúc cho buổi tiệc của chúng ta hôm nay được vui vẻ và ngon miệng. Tan tiệc ra về, chúc cho tất cả mọi người được vạn sự an lành. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đôi lời phát biểu của bác Tư rất nhiều. Thưa quý vị, và ngày hôm nay, nhà hàng tiệc cưới Đức Thu có dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta những chai rượu thay cho lời chúc mừng. Giờ đây xin mời hai bạn sẽ tiến gần hơn chiếc bàn hôn lễ của mình. Chẳng hề bước mai sau, chẳng thể thốt chi đâu, chẳng cần nói ra mãi mãi bên nhau thật lâu. Tình yêu có hy sinh, chẳng cần ai thanh minh, chỉ cần biết luôn luôn có người bên cạnh mình. Ta bên nhau thân thoát đã cho hơn 10 năm rồi, gặp nhau từ khi đôi mươi rồi hôm nay mình cười. Tay trong tay đôi ta xây nên một gia đình. 10 năm nữa rồi tên 10 năm ta bước chung từ đây. Nhiều lần em luôn mơ ngày hôm nay sẽ đến. Lời cầu hôn. Giờ đây xin mời hai bạn sẽ cùng trở về phía bàn tiệc để đón nhận những lời chúc tốt đẹp từ tất cả quý vị khách quý chúng ta. Xin cảm ơn. Quý vị khách quý, chúng ta vừa chứng kiến xong những phần nghi thức rất là long trọng trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Và ngày hôm nay được sự ưu ái của gia đình chúng tôi, những thành viên đến từ nhà hàng tiệc cưới Đức Thu về đây để cùng phục vụ quý vị qua chương trình ẩm thực. Chúng tôi rất mong và hy vọng rằng tất cả các món ăn quý vị đã và đang thưởng thức cùng với những nhân viên nhiệt tình, chu đáo và giàu kinh nghiệm của nhà hàng chúng tôi sẽ làm cho quý khách hài lòng. Ti amo, 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 ti
Người yêu ơi, anh vẫn thầm mơ một ngày mai, tay nắm tay bước trên con đường dài, sẽ mãi yêu nhau hoài và suốt kiếp sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua, khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhầm màu mang em đến bên đời anh. Hãy để cho anh được yêu em, yêu em mãi thôi. Hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em, ước muốn bên nhau chẳng xa rời với trái tim anh nguyện muôn đời. Nguyện thề yêu em, yêu mãi thôi. Có tố phương và cùng nhau vượt qua nhé em. Dẫu có trong đời thì ta sẽ mãi chẳng xa rời. Hãy những ngày giao tận chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em. Hai ta sẽ một nhà. Gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà.